Ở clip này, tôi đang ghép đôi loa Technic MX7 với chiếc âm ly Pioneer 7825 mã, có sử dụng lọc xì JVC M770 để xử lý âm sắc. Mọi chi tiết xin liên hệ Cương Audio Lai Châu 0918 099 388, giao hàng toàn quốc. Ở phía trên cùng quý vị đang nhìn thấy đó là chiếc âm ly Pioneer 7825 mã, loại nguồn vàng đáy vàng, dòng cao nhất. Chiếc lọc xì JVC M770 có hai bên đèn quắc thể hiện tín hiệu đi ra hai chiếc loa từ hai cửa LR, người ta gọi là hiệu ứng Citadel Hi-Fi. Trong đời một lần thôi, tên em
Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.